là một trong những hoạt động thường niên sôi nổi. Ngày hội thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm nay với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước", mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm phát huy lời dạy của Bác: trẻ em như bức tranh cành, thiếu niên nhi đồng chính là mầm xanh của đất nước, cần phải được quan tâm, chăm sóc và giáo dục thật chu đáo. Hội trại là huấn luyện kỹ năng để cho các em tham gia vào. Các em sẽ được ở lại trong 2 ngày và 1 đêm để các em trải nghiệm những cái hoạt động của mình mà không cần phải có gia đình giúp đỡ, nhằm cho các em có những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày. Chương trình Ngày hội Quốc tế Thiếu nhi, ban tổ chức đã triển khai cho các cháu nhiều chương trình vui chơi, hoạt động ngoài trời vô cùng sôi nổi như gian hàng trò chơi vận động, trò chơi dân gian, đôi tay khéo léo, ai nhanh sẽ kéo, chuyến xe tình bạn, giai điệu Tây Bắc, đôi hài vàng dặm, vân vân. Cũng trong khuôn khổ chương trình, gian hàng ngày hội sách thiếu nhi và hoạt động quyên góp bong bóng nghệ thuật cũng được đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia trải nghiệm. Hôm nay con được vào ban mẹ dẫn đến đây chơi, con cảm thấy rất là phấn khích về các hoạt động mà nhà thiếu nhi tổ chức, và con mong muốn năm sau nhà thiếu nhi cũng tổ chức những hoạt động vui và bổ ích đến như vậy. Con cảm thấy rất là vui về được biểu diễn và mang lại niềm vui cho mấy bạn. Con mong là những năm sau nhà thiếu nhi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn. Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 được triển khai từ ngày 1 đến 30 tháng 6 với chủ đề triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Đà Lạt sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú thiết thực với mục đích nâng cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp cho các em thể hiện năng khiếu, tài năng, sự chủ động, tự tin, ngăn ngừa các em vi phạm pháp luật. Ngày hội Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 là một trong những hoạt động thiết thực giúp các em thiếu nhi thoải mái về tinh thần, tăng cường sức khỏe và rèn luyện kỹ năng sống thân thiện với môi trường. Qua đó, các em thực sự có một ngày hội đầy phấn khởi và ý nghĩa, mở đầu cho một mùa hè đầy vui tươi và bổ ích.